Trân mến chào tất cả cô bác và anh chị đã quay lại kênh của Huyền Trân Vlog. Hôm nay Huyền Trân tiếp tục hướng dẫn cho cô bác anh chị cái phần tiếng Anh để mình thi quốc tịch nha. Thì cô bác anh chị vừa tuần vừa rồi đã có ôn bài được nhiều chưa ạ? Ôn cố gắng, Huyền Trân cố gắng làm mỗi một bài học là cô đọng xúc tích và có đầy đủ nội dung của đơn N400. Những cái câu hỏi và những câu trả lời khi mà mình đi thi quốc tịch thì nhân viên sở di trú có thể hỏi mình, và mình cố gắng mình thực tập thường xuyên mỗi ngày để mình nhớ những cái thông tin cá nhân của mình, thì mình phải biết cho nó chính xác, và khi người ta hỏi thì mình phải biết trả lời, thì như vậy thì mình thi quốc tịch nó sẽ tốt hơn cho mình nha cô bác anh chị nha. Thì hôm nay Trân sẽ tiếp tục hướng dẫn cho cô bác anh chị bài mới. Nhưng mà trước khi Trân hướng dẫn cho các bác cô bác anh chị thì Trân muốn hỏi ý kiến cô bác anh chị là mỗi một tuần Trân ra hai bài thì có nhiều lắm không ạ? À? Hay là bây giờ mình rút ngắn lại mỗi tuần một bài thôi ha. Trân sẽ post vào ngày thứ bảy, tối thứ bảy, sáng chủ nhật cho cô bác anh chị ở nhà mình ôn tập được không ạ? À? Chứ mỗi một tuần mà Huyền Trân làm hai bài thì có vẻ nhiều và áp lực so cho với cô bác anh chị. Cho nên Huyền Trân muốn lấy ý kiến của cô bác anh chị. Nếu như mà cô bác anh chị có những ý kiến gì hay thì đóng góp cho Huyền Trân để Huyền Trân biết, để Huyền Trân làm cho tốt hơn. Huyền Trân rất là cảm ơn cô. Rồi trước khi mà mình qua bài mới thì Huyền Trân muốn ôn lại cho cô bác anh chị một chút xíu về bài cũ ha. Mình sẽ ôn lại bài cũ chút xíu trước khi mình qua bài mới nha. What is your current marital status? What is your current marital status? Are you married? Are you married? How many times have you been married? How many times have you been married? What is your spouse name? What is your spouse name? Is he a US citizen? Is she a US citizen? What day did he become a US citizen? What day did he become a US citizen? Trân sẽ hướng dẫn cho cô bác anh chị bài số 6. Bài số 6 có tựa là thông tin về con cái. Thì trong cái đơn N400 á, khi mà chúng ta khai cái phần thông tin về cá nhân, người ta sẽ hỏi về thông tin chồng, và bây giờ sẽ hỏi đến thông tin con cái của chúng ta nha. Bây giờ thì Trân sẽ hướng dẫn với cô bác những câu hỏi và những câu trả lời khi mà mình đi thi quốc tịch, nhân viên sở di trú có thể hỏi về thông tin về con cái là những câu hỏi như thế này. Đầu tiên người ta sẽ hỏi là bạn có con cái không? Thì là do you have any children? Do you have any children? The have là có con, any children là children là con cái. Do you have any children là bạn có con cái không? Nếu mình có thì mình trả lời là yes I do. Còn no, nếu mà mình không có con cái thì mình nói là no I don't. Rồi nếu mà mình đã có con cái thì họ sẽ hỏi tiếp là how many children do you have? How many children do you have? How many tức là bao nhiêu, children là con cái, do you have là bạn có, thì là how many children do you have là bạn có bao nhiêu đứa con. Thì mình có bao nhiêu đứa con thì mình sẽ trả lời bấy nhiêu đứa con ha. Một đứa là one child, hai đứa là two children. Child là con một. Từ con thứ hai trở đi là children, là số nhiều, là children là các con. Cho nên mình để ý mình trả lời đúng theo những cái từ của nó.
Mình có con một, một đứa là mình nói one child, hai đứa là two children, ba là three children, bốn là four children nha. À, tiếp theo là người ta sẽ hỏi là con của cô bác anh chị là có quan hệ như thế nào với các cô bác anh chị. Thường thường là mình sẽ có con ruột là biological child, biological child là con ruột, step child là con riêng, legally child là con nuôi, là cái đứa con pháp lý á. Thì đó là ba ba trường hợp mà thường xảy ra nhất đối với cái trường hợp mà con còn mình có con. Một là con ruột, hai là con riêng của chồng hoặc của vợ, ba là con mà con nuôi, con mà mình nhận nuôi. Thì người ta sẽ hỏi what is your child's relationship to you? Relationship là quan hệ. Đó, mối quan hệ của con của các bạn của bạn là gì? Thì nếu mà mình con của mình là con ruột thì mình nói là they are my biological children. Tức là những đứa con đó là con ruột của tôi. They are my biological. Biological, cái từ này nó hơi khó phát âm chút xíu, cô bác anh chị nhớ cố gắng học nha. Biological tức là mình phải nhấn cái trọng âm ở chính giữa ngay chỗ chữ lo đó. Biological child tức là con ruột. Rồi là con riêng của chồng hoặc vợ là they are my stepchildren. They are my stepchildren hay là they are my stepchild. Là một đứa con riêng là step child, hai đứa trở lên là step children. Cũng giống như vậy là they are my legally children, tức là họ là những đứa con nuôi của tôi. They are my legally children hay là they are my legally child. Cái bài này nó hơi khó phát âm chút xíu nên cô bác anh chị cố gắng học nha. Rồi tiếp theo họ sẽ hỏi là where were your children born? Tức là họ hỏi là các con của bạn á, là sinh ra ở đâu? Where were your children born? Thì con của mình sinh ở đâu thì mình trả lời đó, they were born in Vietnam hoặc là they were born in US, tức là ở Mỹ, United States. They were born in Vietnam và they were born in US. Rồi cũng có thể họ sẽ hỏi là cái đất nước mà con của cô bác anh chị sinh ra, what is the country of birth? What is the country of birth? Thì mình chỉ cần trả lời tên nước thôi. Ví dụ như sinh ở Việt Nam mình để là Việt Nam. Còn nếu mà họ sinh ở Mỹ thì mình để là US hoặc là mình nói là United States. Rồi xong. Cái câu này cũng đơn giản ha. Tiếp theo, họ sẽ hỏi là where do your children live? Where do your children live? Tức là những cái đứa con của bạn sống ở đâu? Nếu mà sống chung với mình thì mình trả lời là sống chung với mình. Còn hoặc là nếu mà nó sống riêng, nó có gia đình thì mình sẽ nói nó có gia đình là nó sống riêng. Thì cái câu này mình sẽ trả lời là nếu họ sống chung với mình, con cái sống chung với mình là mình sẽ trả lời là my children live with me. My children live with me. Còn nếu như mà con cái mình sống riêng thì mình sẽ nói là they do not live with me. Tức là họ không có sống chung với tôi. Và nó sống ở đâu thì mình sẽ nói địa chỉ ở đó. Ví dụ như sống ở một thành phố nào đó thì mình sẽ nói là they live at that address. Đó là mình trả lời theo cái câu hỏi này ha. Nếu mà họ sống chung thì mình sẽ nói là they live with me. Còn nếu mà nó không sống chung với mình thì they don't live with me. They live at that address. Đó, mình trả lời theo trong cái địa chỉ đó nha. Rồi, họ sẽ hỏi tiếp là
Who supports your children? Tức là ai nuôi con của bạn? Thì mình nói là I support my children, tức là tôi nuôi con tôi. Còn hoặc là họ có con của mình có việc làm thì mình nói là they support themselves, tức là nó tự nuôi nó. They support themselves, họ tự nuôi họ, nó tự nuôi nó. Còn tôi thì tôi tự nuôi tôi, chứ mình không có nuôi nó. Hoặc là nếu mình có nuôi á, thì mình nói là I support my children, tôi nuôi con tôi. Rồi đó là hôm nay, bài học hôm nay nó có một số câu hỏi như vậy. Và những cái câu hỏi này nó cũng hơi khó, cho nên cô bác anh chị cố gắng học nha. Huyền Trân rất là mong cô bác anh chị đóng góp ý kiến cho những cái bài học Huyền Trân được tốt hơn, để Huyền Trân soạn bài cho nó kỹ hơn. Và nếu mà theo yêu cầu của cô bác anh chị thì Huyền Trân sẽ soạn đúng theo cô bác anh chị để học cho dễ hơn nha. Tại Huyền Trân cũng mới bắt đầu làm cái này, Huyền Trân nghĩ sao Huyền Trân làm vậy, mà chị chủ yếu là dựa vào cái form N400 để cho cô bác anh chị nắm luôn cái nội dung mình học. Và mình sẽ thực hành, sau khi mà mình đi thi thì người ta cũng sẽ hỏi những câu hỏi như vậy. Rồi, hôm nay bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Huyền Trân xin chào và hẹn gặp lại các bác anh chị vào bài học lần sau.